Chào bạn, sau khi đọc được comment của bạn thì mình rất xin lỗi là đến tận bây giờ mới có thời gian để làm clip phản hồi comment này. Không biết là bạn đã tìm hiểu được nhiều cách làm chưa, nhưng nếu rồi thì mình cũng xin đóng góp một cách làm nem hải sản để hai bố con tham khảo thử nhé. Nguyên liệu mình chuẩn bị sẽ có cà rốt, hành tây, ngô ngọt, thịt ghẹ, tôm. Khoai tây thì mình cho thêm vào để bổ sung thêm tinh bột cho các con, chứ cũng không bắt buộc. Những nguyên liệu này đều sẽ cắt hạt lựu nhỏ và hấp chín sơ. Tôm thì bạn đừng cắt quá nhỏ hoặc là mang xay nhỏ thì nó sẽ mất vị ngọt và độ giòn của tôm. Sau đó trộn nhân cùng với 5 loại gia vị: mayo, sữa đặc, mật ong, hạt nêm và hạt tiêu. Công thức chi tiết mình có nốt trên màn hình nhé. Sau đó chuẩn bị một lớp bạt bột với tỷ lệ là 3 quả trứng, 5 thìa nước lọc, 1 thìa bột năng và 4 thìa bột chiên giòn. Và bạn cần chuẩn bị thêm một đĩa bột chiên xù riêng nữa nhé. Xong là tiến hành gói nem thôi. Mỗi chiếc nem lấy khoảng 1 thìa đầy nhân là đủ. Gói nhẹ nhưng chắc tay để tránh làm rách vỏ. Và nếu có thời gian thì sau khi gói nem mình nên cho vào ngăn đông tủ lạnh tầm 30 phút để vỏ nem khô ráo và cứng cáp, để khi tầm bột chiên giòn sẽ dễ dàng hơn. Cứ một lớp bột ướt, một lớp bột chiên xù, hơi ấn nhẹ để bột chiên xù bám đều vào nem hơn. Chiên ngập dầu với lửa to và đến khi nem vàng đều là vớt ra để ráo là ăn ngay được rồi. Món này làm không khó tí nào. Nhà bạn thích ăn mực thì có thể thêm mực tùy theo khẩu vị. Chúc hai bố con sẽ có thêm món ăn ngon miệng với cách làm này nhé.